Cô chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị cái lô mặn trôi bên em của chú anh chị. À, nhìn bộ đọt của chú anh chị có nhận ra cái mặn gì không ạ? Dạ, đây chính là mặn hồng Sóc Trăng của chú anh chị. Dạ, hàng cây trôi của chú anh chị. À, tính từ mặt đất đi lên của chú anh chị là tầm cỡ gần ngang vai em của chú anh chị. À, ngang vai em thì tầm cỡ mét rưỡi của chú anh chị. Dạ, em tính cho cô chú anh chị cỡ từ bầu lên thì tính tầm cỡ mét ba rồi là đẹp của chú anh chị, ngoài gốc lớn nha chú anh chị, gốc bứng đó, về tầm là của chú anh chị cái phát ngay đó. Là mau tái liền luôn đó. Đó, chào chú anh chị chim ngắm cùng em, cây rất là xung phát luôn chú anh chị đó. Những bạn bên đây thì nó bự hơn quá rồi chú anh chị, ngán xếp lắm, cao tầm khoảng 2 mét chú anh chị. Em giới thiệu lùng lùng cho chú anh chị tầm mét rưỡi, nó tính từ bầu lên đi chú anh chị, nó dễ vận chuyển cho bên em. Dạ, bên em mà chú anh chị biết rồi đó, gửi bên bưu điện của chú anh chị, thành ra những cái hàng cồng kềnh quá cao hơn 2 mét thì nó không có bên, không có nhận của chú anh chị, tầm cỡ mét rưỡi mét sáu tới lại thì ok. Dạ, tại vì nó cao quá nó quy đổi cước phí nó rất là cao chú anh chị, rất ngán tiền nó, thành ra đội lớn người tiêu dùng nó thành ra rất là cao nó. Bởi em bên em cũng chú trọng những cái điều đó, nên thành ra bên em đó là những cái hàng mà cho mà vừa phải cho để cung cấp cho chú anh chị đốt giai đoạn hơn đó. Hoành gốc là cả nằm giá hai mấy rồi chú anh chị. Dạ, đây em nắm tay vô cho chú anh chị coi đó, thế nào chậu này chậu sơn 16 rồi chú anh chị. Dạ, cho chú anh chị chim ngắm cùng em. Dạ, đốt giai đoạn hơn xin liên hệ những cái cho này bên em. Rồi, em chân thành là cảm ơn chú anh chị xem kênh, em xin kết thúc video ở đây ạ. Dạ, trồng nhanh thấy mặt trái của chú anh chị. Dạ, đó, cái cỡ này là của chú anh chị đã trồng vô chậu có tái bình thường. Dạ, mình không có không gian thì mình cứ vô tạo chậu mình chơi của chú anh chị. Dạ, miễn mà của chú anh chị có không gian thì mình cứ thả xuống thì nó nhẹ phát lắm. Rồi, em chân thành cảm ơn đã xem kênh, em xin kết thúc video ở đây ạ. Đó, cho chú anh chị chìm ngắm cùng em rất là sung.